trình xin được gửi tới quý vị khán giả, bà con nhân dân và du khách lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và thú vị trong không gian văn hóa mang đậm màu sắc của núi rừng Tây Bắc trong phiên chợ ngày hôm nay. Thưa quý vị, cửa chùa hoang sơ và huyền bí như một cô sơn nữ xinh đẹp e ấp bên đại ngàn của núi rừng Tây Bắc, và chợ đêm là nơi những người dân vùng cao huyện Tùa Chùa đến để giải trí, hò hẹn, giao thương, trao đổi sau một tuần lao động sản xuất. Đến với chợ đêm Tùa Chùa, du khách sẽ được hòa mình trải nghiệm những nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao, sự độc đáo phong phú của các sản vật địa phương, những món ăn bình dị đặc trưng, cùng thưởng thức giao lưu những tiết mục văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc các dân tộc. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là các tiết mục Xuân về trên vùng cao Tùa Chùa, biểu diễn tốt ca nam nữ khối đoàn thể, múa vũ điệu vùng cao biểu diễn tốt nữ, múa nàng sơn ca biểu diễn tốt nữ, nhảy vũ điệu sôi động biểu diễn tốt nữ, song ca lời ca gửi nọ biểu diễn trung thông vi vu, múa xuân đẹp làm sao biểu diễn tập thể nam nữ diễn viên, nhảy xuất đan biểu diễn nhóm dân vũ Mường Ằng. Xin kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
huyện Tổ Chùa